Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, hiện nay các đơn vị liên quan như Sở Công Thương các tỉnh, lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an, biên phòng, v.v. đã đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp quản lý và bình ổn thị trường trước, trong và sau dịp Tết Mậu Tuất 2018. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện nay hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và dự trữ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, các doanh nghiệp đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng với trên 17.800 tỷ đồng, tăng 4,17% so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Đinh Dậu năm 2017. Sở Công Thương Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Và căn cứ vào cái kế hoạch chỉ đạo của thành phố cũng như là cái kế hoạch của Sở Công Thương thì hiện nay là đã giao nhiệm vụ cho các cái doanh nghiệp sản xuất đang chủ động để cung ứng những cái nguồn hàng đủ cái lượng hàng để phục vụ cho người dân trong cái dịp Tết và dự trữ một cái lượng hàng đáp ứng được khi mà có những cái biến động về giá cũng như là biến động về những cái sản phẩm hàng hóa xảy ra ở trên địa bàn để kịp thời là điều tiết và cái cung ứng cho cái thị trường Hà Nội. Năm nay thì Hà Nội dự kiến khoảng 26.000 tỷ để phục vụ cho Tết Nguyên đán đối với các cái mặt hàng thiết yếu và những cái nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết. Nhằm giúp người dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí yên bình, an vui, lực lượng quản lý thị trường cả nước đang dốc toàn lực để kiểm soát và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trên diện rộng nhằm góp phần làm trong sạch thị trường. Lực lượng quản lý thị trường đã lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng tính hiệu quả cho công tác chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ Tết. Một số lĩnh vực mặt hàng tập trung kiểm tra, xử lý là các sản phẩm gia súc gia cầm, thuốc lá, rượu bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, các loại nguyên liệu sử dụng sản xuất chế biến hàng công nghiệp thực phẩm. Ngoài việc kiểm tra kiểm soát tại các hội chợ triển lãm, chợ đầu mối v.v., lực lượng quản lý thị trường một số tỉnh còn triển khai trưng bày gian hàng, hàng thật, hàng giả, thông tin tuyên truyền giải thích tới người tiêu dùng phân biệt giữa hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ giờ đến hết cuối năm đây cũng là mùa làm ăn của các nhà kinh doanh, nhưng đây cũng sẽ là một chiến trận mà chúng tôi sẽ phải đảm đương trong vấn đề này để bình ổn giá thị trường, đồng thời không cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu xâm nhập thị trường để đảm bảo quyền lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Chúng tôi duy trì là phân biệt hàng thật, hàng giả ở các cái chợ phiên của các xã, các bản của huyện thị chúng tôi vừa làm xong, và bây giờ về tại cái hội chợ Tây Bắc hôm nay chúng tôi đã triển khai công việc này để cho người dân ta hiểu được, tránh phải tiêu dùng cái hàng giả. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này tại các cửa khẩu cũng như trên biển, lực lượng biên phòng, hải quan, quản lý thị trường đã lập chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối tắt hai bên cánh gà cửa khẩu, đảm bảo ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng thẩm lậu, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kiểm tra 100% chứ không kiểm tra xác suất với các loại hàng hóa nông sản, thực phẩm nhập khẩu. Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu trên biển, các trạm cửa khẩu thu thập thông tin về hàng hóa để chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến mặt hàng thực phẩm kém chất lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đúng quy trình các lô hàng không qua kiểm dịch, kiểm định y tế, hàng không đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong các tháng cuối năm và qua Tết Nguyên đán thì tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo cảnh báo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh cũng như là Tổng cục Hải quan, thì chúng tôi cũng đã sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát tại khu vực bãi kiểm tra hàng hóa để nhằm phát hiện các cái vụ việc vận chuyển trái phép những hàng hóa nhập lậu, những cái thực phẩm bẩn. Triển khai kế hoạch chống buôn lậu trong dịp trước, trong và sau Tết 2018 tại cửa khẩu thì tăng cường cái công tác giám sát, kiểm tra đối với hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu. Tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, các hoạt động buôn lậu, các điểm nóng ở trên địa bàn. Và quản lý chặt chẽ đối với cái hệ thống thông quan điện tử VinacVisit nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế. Trong bối cảnh gần dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,
Theo quy luật, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại sẽ diễn ra phức tạp hơn. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan liên quan, việc kịp thời triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường sẽ giúp người dân yên tâm đón Tết vui xuân.